đầu lóng ngóng cởi ra nhiều lớp quần áo nó đang mặc. Nó rầu rĩ nghĩ, tinh thần nghĩa hiệp can dự chỗ nào trong chuyện này, nó không hoàn toàn biết chắc. Trừ khi cái việc nó đã không kêu Hermione làm chuyện này thay cho nó cũng được tính là hào hiệp. Chính vì vậy, hôm nay mình hết boy đã không nhờ đứa nào làm giùm được cái trò này hết. Bởi vì lý do là mình là kẻ được chọn. Chào các bạn, mình là kẻ bị chọn. Cái trò hôm nay là trò dội nước đá, aka ALS Ice Bucket Challenge. Thì cái trò hôm nay của mình bày ra trên tay và mình giờ đang dính. Lý do là vì mình muốn chào mừng, ý lộn chúc mừng Hogwarts VN đã được nhận vào làm chapter của tổ chức thiện nguyện The Harry Potter Alliance. Cho nên hôm nay mình đã thách thức ba admin mà mình với số phiếu nhiều nhất 80 phiếu đã phải thực hiện cái thử thách này. Và người giúp sức của mình sẽ là một admin mà may mắn đã thoát nạn, mà chắc chắn là có một cái gì đó ẩn khuất trong cái chuyện này. Đó là Badger Boy. Và thư ký trường quay cực kỳ ăn hại, mèo quay nó liền nó chạy. Rồi, và người đang quay phim đáng ngạc nhiên thay chỉ là một thành viên bình thường thôi, đã theo mình trong suốt quãng đường tổ chức offline này nọ mà rất là ăn hại luôn, ngoại trừ chuyện quay phim. Bạn đó là Hayden, tự quay mình đi. Thôi cảm ơn. Quay à? Ok không rồi. Đây là xô nước. Bọn mình nó tốn mất 20 ngàn để thuê cái xô nước này từ nhà vệ sinh. Nó rồi ghê, đừng xoay rồi. Cho các bạn biết là cái mức độ challenge sẽ như thế nào. Mức độ là mình đã hy sinh rất là nhiều cho Hogwarts VN. Kia là cái bịch đá. Lấy đá đi các bạn. Lấy đá đi mấy bà. Cái ba lô màu đỏ là của mình nha. Xích xích ai xích ai. Hả? Không có, hai đứa cùng làm chung nhau luôn, thương quá à. Được, cho tôi làm. Con khỉ. Không. Đá thiệt nha. Đổ vô. Nhiều. Trời ơi nhiều. Để không có nhiều đâu. Trời ơi. Nhớ vậy. Không có đổ. Không. Không có chết đâu. Nó hồi còn còn dư dội lên người nó. Để dành uống nước nữa má. Đây đó, các bạn hãy thấy độ hạt co của Badger Boy chưa? Nhưng tại S&M á, hôm nay là ngày cuối cùng các bạn sẽ thấy Badger Boy làm admin cho nên các bạn. Ok. Đây là xô nước, đá thiệt nha. Đây là xô nước, đá thiệt. Bao nhiêu hình tự là con bay mẹ đó hết rồi nha. Mình không muốn làm trò này. Rồi. Khi nào? Khoan, từ từ. Đang quay á, đừng có giữ cái nút. Khi nào nó có chữ rác là quay rồi. Ok. Chúng ta có khán giả. Say hi. I'm just a random bystander. We are the Harry Potter Vietnam fan club. Oh, yeah. Excellent. This is Hogwarts VN, by the way. That doesn't have anything to do with anything. I just wanna delay. It's okay. It's gonna happen when you least expect it, so close your eyes. Oh my gosh! Yeah, let's just... Okay, so... Rồi bây giờ chúng ta... Oh my gosh! There we go! Oh, you're both getting it. 1, 2, 3! Oh! Không vui. Nãy giờ nhìn giống bại không mấy bạn? Cũng ăn nè, tôi biết là cũng ăn nè. Rồi, nói chung thử thách là kết thúc. Mình cảm thấy bản thân rất là hào hiệp. Sau đây là màn chọi đá thằng Badger Boy. Tại nó nói ở đây có nhà vệ sinh 5 sao nhưng mà không có. Ok, chọi đá Badger Boy. Là admin cọc xanh của Hogwarts VN. Thì như là hứa thì mình sẽ thực hiện thử thách đội nước đá nồng. Bây giờ mình sẽ thực hiện.
sẵn sàng nha. Đây là sân nước đá. Bây giờ mình đến từ 1 đến 3. 1 2 3